Bữa ăn đạm bạc trốn COVID-19. Ngon biêu lì chỗ này. Chỗ này sửa cái áo này con. Ở ngoài trời không tuyết nữa. Cái gì vậy? Ai hát vô leo vậy? Cái hộp bầu hả? Uh-huh. Mẹ hát hả mẹ? Biểu đi ăn gì vậy con? Ôi, cơm. Ngon không? Cánh gà chiên, rau luộc, trứng chiên. Em Bảo Anh ăn gì chưa? Bảo Anh ăn gì chưa? Hả? Bảo Anh ơi, tôi ăn gì chưa? Ăn không? Ăn cơm không? Ăn cơm không? Bà cho ăn cơm. Bà ăn không? Mặt trời là the sun, còn hai bao mặt trăng là gì? Là storm. No, biểu lý. Mặt trăng là gì? Man. The moon, yes. Ok, ăn đi con. Enjoy your dinner, ok? Video Minecraft. Con được làm sao? I want to. Be good boy first. Ok.